Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng te. Và vòng te hôm nay của mình sẽ có tên của một bài hát, đó chính là bài Ngoài 30. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng te. Và vòng te hôm nay của mình sẽ có tên của một bài hát, đó chính là bài Đổ sông đổ biển. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một bài hát, đó chính là bài Rồi em ơi. Em nên dừng lại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu vàng nha. Tôi bỏ xong cho các bạn này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Đây là phần màu vàng của mình nha mọi người. Mọi người, đây là màu vàng của mình nha. Các bạn ơi, đây là màu vàng. Bây giờ mình sẽ xỏ với màu đỏ. Mọi người ơi, đây là phần màu đỏ của mình nha. Phần màu đỏ của mình đây nha mọi người. Mọi người nhìn, đây là phần màu đỏ nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đen. Cái con chị ơi, thì cái này không chỉ cái gì? Cái kiểu này điện thoại nhớ này. Cái gì á? Cái điện thoại. Cái gì điện thoại cơ? Cái nền điện thoại. Chỉnh nền á? Cái nền ấy. Ừ, làm gì? Tại sao? Em không gọi được. Đổi nền cái gì? Không phải, kiểu như này. Em đổi, nếu mà đổi cái ảnh ở chỗ màn hình khóa của mình chính nó khác thôi, nhưng không đổi được. Không biết đổi. Muộn, nó dùng iPhone nó đổi á, ôm cái đứa này. Chị có dùng iPhone đâu mà chị biết. Vợ em, chứ sao chị yêu em có gì dùng đổi đi. Sau này thì biết. Mọi người, mọi người đây là phần màu đen của mình nha. Đây là phần màu đen của mình đây nha mọi người. Mọi người, đây là phần màu đen. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu hồng nha. Thôi mày, nó có một chơi nữa. Rồi. La bộ không một chơi nữa. Mê Nghĩa bảo là đi lấy hàng cho chị Quỳnh Anh thì chơi. Thì nghe đi lấy hàng thôi. Bỏng hoài gì rồi. Bảo Quỳnh á, tẹo nữa đi về đèo người ta sẽ lấy. Đi lấy luôn đi. Bạn Nghĩa đi lấy luôn rồi. Đi nhiều. Không. Phải số ít đi nhiều. Đi nhiều. Đi nhiều đi quyết nói. Đi nhiều anh Quyết nói, đi làm thế à? Rồi. Đi làm thế à? Mẹ cứ đưa dạy, mẹ chỉ làm gì? Không, có dạy là. Người đó xong, chị với chị em đi lấy cho. Hả? Thì chị với chị em đi lấy cho. Thôi. Sao cứ thẳng thành nhà luôn. Chứ đi theo tôi bò này, dạy đời cứ. Năm em trở đi, em lấy tôi sạc với em. Lắm tươi nhỉ? Gọi chưa, nó gọi chưa? Hả? Nó gọi đi lấy chưa? Lấy đi. Nó gọi đi lấy hàng chưa? Không, nó mượn của em mà. Đi lấy hàng nó đi.
về. Về tối nóng lắm với chiều. Về thì cứ tiền đi em xong em ra lấy nước rồi. Nóng lắm. Ra đi nhanh rồi. Mọi người ơi, đây là màu hồng nha. Đây là màu hồng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu hồng. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam nha. Thế chiều đi làm không? Chiều đi học mà. Chiều đi làm, đi xe ô điện về rồi đi. Đi xe ai về? Công ty à? Thôi. Cái số này còn đi xe ô điện về. Thôi, ngại cái gì? Nhưng mà chiều... Con trụng rồi mà, phải lo hả? Chiều mấy, chiều đi học mà. Đi nắng ha. Đi có một vòng. Nể người ta đặt đơn trên máy người ta đi lấy. À. Em nể phải nể cho anh phải nể em đặt cho anh đặt cái đơn áo ở trên điện thoại em chứ. Phải đều em đi lấy. Đúng rồi chị ơi, đặt cho em một đơn. Cái gì? Cái đấy lắp chân. Nhưng mà vẫn không phải chân. Em xong đi mình nâng cấp được xài tôi bỏ xong chứ không. Người đây là phần màu cam của mình nha. Phần màu cam của mình đây nha mọi người. Các bạn đây là phần màu cam. Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ và kết chiếc vòng lại nha. Chị đã thổi em. Cái dốc đi của em hiểu hơi hiểu hơi. Nó vậy xong lại đi ra mình quay về luôn. Quay lần chữ không thế. Nếu chắc là nó không gọi được. Không phải. Sao gửi link sang cho chị đặt cho. Không phải được em không đây chạy bạn anh bây giờ chị cứ đưa tôi vào đi không ai chưa về cái nào này chả đây gọi giờ gọi du huấn gọi đâu yêu cầu gọi nó đang sao rồi à đang sao rồi thì không nghỉ được mọi người ơi, mình buộc cho vòng lại nha. Các bạn ơi, chiếc vòng mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình like và chia sẻ cùng đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like và chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like và chia sẻ một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ôi, ta làm gì đưa sức vẻ thì thay đổi tơ là bài phủ lỗ này. Nó quay lại kho ở trên phủ lỗ đấy. Quá này. Hôm nay xem là từ phủ lỗ xuống đất xuân giờ, từ đất xuân lại lên lại phủ lỗ. Nó quay hả?